Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Ca, huynh đừng nói nữa. Em gái của Tiên Hồng đâu? Vừa rồi còn chặn ta đòi tiền tinh, đòi tiền tinh lần trước đó. Ca, ta đói bụng rồi, rất lâu không ăn ngon rồi. Ăn ăn ăn. Ngươi chỉ biết ăn. Em gái của đại ca còn chưa giải quyết xong đâu đấy. Ăn uống gì tầm này? Vốn còn có thể đi theo đại ca dưỡng mắt, bây giờ trở thành mong ước rồi. Ơi, thảm quá. Không thể tiếp tục như vậy được. Nhóm làm việc tuyệt đối không thể nào vì vậy mà cúi đầu. Số mạng của bọn cha làm, do ta không do trời. Các huynh đệ đi theo ta. Ta nghĩ ra một cách kiếm tiền tuyệt vời. Cá, trâu, bò. Ơi, thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Có sự giúp sức của luân hồi cảnh thật là tuyệt vời, chỉ đáng tiếc. Một là không đủ. Diệt cổ đạt tới thành tựu mới. Cộng cũng không còn, loại đại năng luân hồi cảnh như này, nếu có thêm mấy người thì tốt hơn. Cung thần là tiên sinh. Là như này, ta mới tới tiên giới, cần một nhóm nhân thủ. Ý của tiên sinh là? Nghĩa nào? Vị này đang bố trí cái gì đó? Ngươi xem trên đảo này, có người tu tiên khác mà ngươi quen biết hay không? Kéo qua đây cho ta. Quả nhiên là vậy, mình nhất định là phải biểu hiện thật tốt. Sau này có lẽ là có cơ hội trở thành cánh tay phải của vị này. Xin hỏi tiên sinh có yêu cầu gì về việc chọn người hay không? Yêu cầu ấy à? Lăn lộn tệ như người, nhưng nhân phẩm không tồi tệ. Dù sao ưu thế duy nhất này của mình là ăn no cơm, không cần no chỗ ăn chỗ ở. Nếu ngươi có thể tự kiếm cơm được thì chắc chắn là sẽ không đi theo mình. Phải đói tới mức như là da bọc xương, như là cung thần này mới chịu bán mạng làm việc cho mình. Còn về nhân phẩm thì càng không cần phải nói. Ta hiểu rồi. Tốt xấu gì luân hồi tiên cảnh như mình ở bên ngoài cũng tính là tồn tại trên vạn người, nhưng ở trong mắt của vị này lại chỉ là lăn lộn rất tệ. Chơi nhau không chỉ là một hai sao. Ta quả thật biết trên đảo này còn có không ít người ẩn nấp, thực lực cũng xem như ta. Thật sao? Vậy ngươi tìm được không? Bọn ta ở bên ngoài cũng có giao tình, tìm thì vẫn có thể tìm được, nhưng mà bây giờ bọn họ đều đang ở trạng thái kéo dài hơi tàn, chưa chắc có thể dốc quá nhiều sức vì tiền bối. Chính là muốn loại này, hay là mình dùng đồ ăn nắm giữ bọn họ? Kéo dài hơi tàn thì không sợ, giờ không phải là có ta hay sao? Cũng đúng, có tiên sinh ở đây là ta đã suy nghĩ nhiều rồi.